Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây một nơi mà mình nghĩ tất cả các bạn đều sẽ rất là thích luôn, đó chính là một cái quán kem nha, nên mà chúng ta có thể tìm đến này và mua những cái que kem tươi mát vào mỗi buổi trưa ấy để xóa tan cái nóng oi bức nha các bạn. Và vật liệu xây dựng để xây một quán kem thì sẽ rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần chuẩn bị một ít cái len màu trắng này cũng như là một ít cái len màu. Ở đây mình sẽ sử dụng len màu xanh nhạt đi, hôm bữa mình chế tạo còn dư nè. Và mình sẽ lấy thêm ít cái bột nhuộm nữa, để một hồi mình có thiếu thì mình sẽ nhuộm thêm nha các bạn. Để xem nào, ngoài ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm ít cái thạch anh này, một ít cái gỗ để chúng ta có thể làm phần trụ cũng như là phần tường nha. Đây mình sẽ lấy khoảng như đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ngoài và xây luôn. Và khu vực xây thì mình sẽ xây đối diện cái nhà hiện đại của mình một xíu, và nó sẽ ở phía trước của cái chỗ farm xương rồng của mình nha. Đây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần trụ luôn nha các bạn. Cái này mình sẽ xây theo chiều ngang ấy. Để xem nào, mình sẽ cách cái máy farm khoảng bao á, 1 2 3. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần trụ nha. Mình sẽ đặt trước một ô ở đây đi, sau đó mình sẽ cách ra khoảng 6 ô nha, 1 2 3 4 5 và 6 ô, đặt tiếp một trụ nè. Và mặt trước thì mình sẽ có hai cái cửa sổ cũng như là một cái chỗ để mình có thể order kem ấy. Mình sẽ cách ra khoảng 2 ô đi, sẽ đặt một trụ nè. Cách ra 2 ô đặt một trụ, và ở đây mình sẽ đặt một cái cầu thang thạch anh này để chúng ta có thể order kem ngay vị trí này nhá. rồi sau đó mình sẽ đặt một cái cửa sổ ở đây cũng như là cái cửa đi vào, thì mình sẽ làm số chẵn hay số lẻ ta. Cái cửa chắc mình sẽ làm số lẻ thôi các bạn ơi, thường thường mình làm cửa ấy, lúc nào cũng là số lẻ thôi. Giờ mình sẽ đổi ra một ít cái ván gỗ sồi này đó, lên khoảng 2 ô đi. Rồi sau đó mình sẽ làm cái phần cửa ra vào nhá, ở đây đó. Ui cái này đặt sai nè, đập ra và đặt lại ngay đây đó. Rồi sau đó mình sẽ kéo phần trụ lên khoảng 4 ô nha các bạn. 1 2 3 4, tất cả các trụ đều cao 4 ô ngoại trừ cái phần trụ của cái cửa nha. 2 3 4 2 3 4 2 3 4, và ở mặt sau ấy thì mình sẽ chia trụ ra sao cho nó đều đều nha các bạn. Ở đây mình sao nhờ, cứ cách 2 ô một trụ hay sao ta. Ở đây mình sẽ đặt thêm một trụ ngay vị trí này nè, 1 2 trụ 1 2 trụ 1 2 trụ và 1 2 trụ. Đó, như vậy thì trụ nó sẽ đều nhau hết luôn ấy các bạn ơi. Rồi sau đó các bạn chỉ cần nối mấy cái trụ lại với nhau ấy là chúng ta đã xong cái phần khung rồi. Giờ mình sẽ ốp hết mấy cái trụ này đi, rồi sau đó mình sẽ vào trong ngủ một cái nha, tại vì trời bây giờ cũng sắp tối rồi, xây dựng ban đêm thì nó sẽ hơi nguy hiểm một xíu ấy. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ làm xong phần khung này rồi chúng ta ngủ một giấc, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha các bạn. Sau khi đã làm xong phần khung thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp phần tường lại nha. Và tường thì mình sẽ sử dụng gỗ sồi nha các bạn, để mình ốp ở phía dưới thôi. Còn kính thì chắc mình sẽ sử dụng kính trong như bình thường thôi, mình không có sử dụng những cái kính màu đâu. Nhìn kính trong nhìn cho nó đẹp nha. Đó. Và cái này thì chắc mình sẽ chia cửa sổ luôn đi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái này chắc là hai cái cửa sổ nhỏ nè. Ở phía sau chỗ này chắc mình sẽ ốp lại luôn. Và bên đây là một cái cửa sổ bự, ở đây mình sẽ ốp lại nè. Ui mình đổi ra thêm ít cái ván gỗ cái đã. Đây và trừ một cái cửa sổ bên đây. Như vậy mặt sau mình sẽ có hai cửa sổ bự nè, bên hông thì có hai cửa sổ nhỏ, và bên đây sẽ là một cái cửa sổ thiệt là bự luôn. Thường thường xây nhà mình có một cái cửa sổ rất là bự để nhìn cho nó dễ các bạn ơi. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần tường ở phía dưới rồi. Và ở đây cái này chắc mình sẽ ốp lại sau các bạn ơi. Rồi bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ sử dụng len nha các bạn, không sử dụng gỗ hay là những cái đá để viền đâu, tại vì đây là nhà bán kem mà. Rồi mình sẽ trèo lên một xíu nè. Để coi cái này mình sẽ đi ra 2 ô á, và các bạn nên ốp xen kẽ hai màu với nhau nha, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây mình sẽ ốp ra 2 ô như thế này nè. Tới trắng, tới xanh, trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh và trắng ở đây cũng như là xanh ở bên đây đó. Cái này chắc mình sẽ ốp dài ra một xíu nữa, tại vì cái phần mái này mình muốn có một cái phần cái tấm thảm mấy các bạn ơi, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Chứ ốp hết bằng mấy cái len này thì nhìn nó hơi dày đó, mình cũng không thích cho lắm ấy. Rồi giờ mình sẽ đập cục len này ra để ốp mấy cục len màu xanh vào nha. Màu trắng cũng như là màu xanh ở đây đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng kéo để cắt ra đi, nãy giờ đặt sai quá trời luôn nè. Đó, và một cục ở trên kia còn nữa kìa. Bây giờ chúng mình sẽ chế tạo thêm ít cái slab nha. À không, cái tấm thảm nha. Cái len ấy thì chỉ có thể chế tạo được những tấm thảm thôi các bạn ơi. Và để đặt những tấm thảm này thì chúng ta cần phải có chỉ nè. Và chỉ thì mình có khá là nhiều ở trong rương ấy. Bây giờ mình sẽ vào trong ấy để lấy một ít cái chỉ để chúng ta đặt vào nha. Đâu ta? Đây, chỉ mình có 32 cái luôn nè.
rồi, giờ thì đặt chỉ vào thôi các bạn ơi. Chỉ thì mình sẽ đặt ở phía dưới như thế này này. Nó hơi nhỏ thành ra các bạn hơi khó nhìn một xíu nha. Để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy cọng chỉ nhỏ nhỏ này không? Đó, có cọng chỉ nè. Giờ mình chỉ cần nói dàn qua bên kia là được rồi đó các bạn ơi. Là chúng ta sẽ có thể đặt được những cái tấm thảm ở phía trên rồi đó. Dài qua tới bên đây luôn nha. Rồi giờ thì mình sẽ trèo lên một cái nè. Đặt tấm thảm lên đây. Nó ốp tấm thảm cho nó cùng màu nha các bạn, thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Đây mình sẽ đổi ra một ít cái tấm thảm màu trắng nữa. Tấm thảm màu trắng có vẻ mình hơi ít nè. Cũng như là một ít cái tấm thảm màu xanh nước biển nhạt luôn. Trắng, trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh. Ở cái này lúc đầu ấy thì mình không định làm phần mái như vậy đâu, nhưng mà mình nghĩ ở đây nếu mình làm cái dù thì nó kiểu như không phù hợp các bạn ơi. Thành ra mình làm cái phần mái như vậy cũng như là để trang trí luôn á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm phần máy đi lên nha. Cái này là hai ô rồi hả? Cái này lên sao cho đẹp ta, tại vì đây là phần máy không có được chế tạo những cái cầu thang các bạn ơi, thành ra làm máy nó cũng hơi khó một xíu ấy. Ở đây mình sẽ cho thêm một lớp màu trắng nữa đi để cho nó giống bên kia nha. Cũng như là đặt chỉ ở phía dưới nữa. Nó cứ cách hai ô thì mình sẽ đi lên một lần nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình chỉ cần kéo dài ra phía sau thôi. Và phía sau thì mình sẽ làm ngược lại một xíu nha. Cái này là màu xanh đúng không? Giờ mình sẽ đặt lên màu xanh nè. Tiếp theo là lên màu trắng ở bên ngoài. Trắng vô đây và không. Vậy mới đúng nè. Vậy mới đúng nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần máy rồi. Các bạn sẽ làm tương tự ở phần bên kia luôn nha. Ok cảm ơn, mình đã gắn kính ở xung quanh rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái cửa vào nha. Vậy là đã gần hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ trang trí mặt trước một xíu. Ở đây thì mình sẽ gắn vào một ít cái cửa sập ấy, kiểu như là cái chỗ để mình có thể kiểu như là yêu cầu kem ấy các bạn ơi. Ở đây mình sẽ là cái chỗ yêu cầu kem nha. Và ở phía trước thì mình nghĩ nên có một ít cái bàn ấy để mình có thể kiểu như là ăn tại chỗ luôn. Rồi thì mình sẽ trang trí thêm bằng những cái cầu thang thạch anh như thế này nè. Hiện tại thì mình hết rồi, chắc mình sẽ chế tạo thêm ít cái cầu thang thạch anh đi. Mình sẽ chế tạo thêm 4 cái là đủ rồi. Đặt ở vị trí này. Đó, cũng như là ở bên đây nha. Và bàn ăn thì chắc mình sẽ sử dụng những cái cầu thang này. Đó, mình sẽ đặt xuống và gắn trên đó là những cái tấm thảm thôi. Thảm thì mình sẽ sử dụng thảm màu gì ta? Thảm trắng thì nhìn nó không đẹp cho lắm. À không, thảm trắng luôn đi cho nó đồng bộ màu với cái ghế ngồi các bạn ơi. Vậy là ổn rồi. Nhưng mà cái phần đường đi thì mình thấy nó chưa ổn cho lắm nha. Mình định ốp cái phần đường đi là bằng cái phiến đá mịn đó các bạn ơi. Không biết có thích hợp không ta. Nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ trang trí ở phía trên trước đi. Tại vì thường thường mấy cái chỗ bán kem ấy, để làm nổi bật lên thì họ sẽ có một cái cây kem khổng lồ ấy để trang trí phía trên như thế này nè. Bây giờ mình sẽ vào trong để chế tạo một ít cái đó là cái bê tông ấy, để mình có thể trang trí nha. Ở đây mình sẽ lấy một ít cát ra nè. Cát này, rồi sỏi nữa. Cần hai loại này thôi các bạn ơi. Đó, hiện tại mình có khá là nhiều rồi. Và cái này mình sẽ chọn màu. Màu thì chắc mình sẽ sử dụng màu vàng đi. Đó, một cái màu vàng nè, đổi ra. Đây, bê tông vàng. Đó, được 8 cái luôn. 8 cái là dư rồi. Mình sẽ cắt bớt mấy cái loại gỗ không cần thiết đi. Cắt bớt vô. Tiếp theo là màu gì ta? Kem màu vàng rồi kem màu hồng đi. Đó, để giống như là cái màu vàng ấy là kiểu như là vị xoài đi nha. Màu hồng là vị của dâu chẳng hạn. Đó, và một cái màu nâu nữa, kiểu như là sô cô la vậy đó các bạn ơi. Nâu đâu ta? Đây, nâu đây. Rồi, vậy là được 3 cái bê tông rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhúng bê tông nha. Màu hồng đây. Rồi, giờ thì đi nhúng bê tông thôi. Nhúng bê tông thì rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần để nó qua bên tay trái nè, dùng một cây cúp có hiệu suất cao một xíu và đặt xuống thôi. Đó, vậy là xong rồi. Rất là đơn giản và cũng rất là nhanh luôn. Làm tiếp nè. Đấy, màu vàng xong rồi đúng không? Bây giờ tới màu nâu. Màu nâu đây. Đó, vậy là được 3 màu rồi. Rồi, giờ thì lấy mấy cái bê tông này đi ra ngoài và bắt đầu trang trí thôi các bạn ơi. Để coi gom đủ chưa. Mình mất hết 2 cục rồi. Đây. 1 cục. Vừa đủ nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm ít cái cầu thang. Mình sẽ lấy thêm ít cái cầu thang gỗ sồi nữa các bạn ơi, để giống như là làm cái phần cái đó là cái que cầm ấy. Đó, thường thường kem thì là kem que các bạn ơi. Đó, mình sẽ lấy một ít cái cầu thang đi. Mình sẽ vứt bớt cái gì ta. Mình sẽ vứt bớt gỗ vô trong đi. Thì bây giờ trong người mình quá trời chật rồi. Mình sẽ trèo lên một cái nha. Trèo lên. Đấy, và kem thì chắc mình sẽ đặt 3 cây ở vị trí này luôn đi. Mình sẽ đặt trước một cái cây kem kem sô cô la hay kem màu vàng ta. Ok, kem màu vàng đi các bạn ơi. Và cái này chắc mình sẽ làm 2 ô luôn đi để nhìn cho nó bự bự một xíu nha. Đây, màu vàng 1 2. Ồ, vừa đủ luôn nè. Rồi tiếp theo là kem màu hồng đi.
Đó. Cái này cách 1 hai ô ta. Cái này mình nghĩ cách 2 ô thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi, cách 2 ô nhá. Rồi, đặt ở đây nè. Ốp ngược lại, tiếp theo là cục bê tông màu hồng. Đó. Được hai cây kem rồi. Rồi, tới cây kem thứ ba nào. Đặt cái này xuống. Và cây kem thứ ba này có màu khá là trùng màu với cái gỗ vân sam, nhưng mà mình nghĩ cũng ổn á. Đây. Vậy là xong rồi. Wow, được ba cái que kem luôn nha. Còn thiếu gì nữa không ta? À, mình cần phải trang trí xung quanh nữa. Ở đây mình có một ít cái lá gỗ xoài nè. Nhưng mà lá gỗ xoài đặt không thì nhìn nó ấy quá à. Cũng được cũng được. Mình sẽ đập ở phía dưới này ra đây nè. Đập ra một cái, đặt cái thân gỗ xuống và đặt cái lá gỗ xoài lên. Đó, vậy thì nó sẽ nhìn đẹp hơn các bạn ơi. Đập cái này ra. Đập cái này ra, đặt cái thân xuống và đặt cái lá lên. Đó, nhìn nó có màu xanh ngay mà. Tại vì mình muốn có màu xanh ở xung quanh nhà các bạn ơi. Xung quanh nhà mà không trồng cây hay là trang trí thêm ấy thì nhìn nó sẽ rất là đơn sơ luôn á. Đây, đây và hai cái lá. Đó. Và ở đây nó là xong rồi. Ở đây có nên không ta? Ở đây mình nghĩ là cũng phải có lá nữa nè các bạn ơi. Ở đây, lá xoài và cuối cùng là ở bên đây nha. Rồi, vậy là ổn rồi. Công việc tiếp theo của mình là mình sẽ bắt đầu đưa một anh dân làng vào trong ấy. Tại vì chỗ bán kem mà không có người bán thì nó lại hơi kỳ. Nhưng mà trước khi đưa anh dân làng thì mình cần phải làm một cái quầy cho ảnh cái đã. Quầy, mở ra, mở ra. Đi ra được luôn. Cái này tuy nhỏ vậy nhưng mà mình vẫn đi ra được các bạn ơi. Tại vì phiên bản mới này mình có thể di chuyển qua hình như là 1.5 ô ấy. Rất là hay luôn á. Rồi, giờ mình sẽ làm cái quầy cho ảnh nha. Cái này đặt cái khối cái cầu thang ta. Mình nghĩ ở đây đặt khối thì nó sẽ thích hợp hơn nè. Và qua đây mình sẽ đặt một cái khối, một cái cầu thang ở đây và dài qua đây thôi. Búp 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 vào bên đây. Vậy là xong cái quầy của ảnh rồi. Và để đẹp hơn thì chắc mình sẽ gắn một cái cửa sập này để ảnh có thể mở ra mở vào này. Mình mở thôi chứ ảnh là ảnh không có mở được đâu. Chỉ có mình mới biết mở thôi, thì mấy anh dân làng chỉ biết mở cửa thôi các bạn ơi. Và trong đây thì mình sẽ trang trí sau đi. Còn bây giờ chắc mình sẽ để coi còn thiếu gì nữa không ta. Ở phần mái này chắc mình sẽ làm cái phần trống ở cái mặt trước nè. Hé, được 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 được. Giờ mình sẽ đặt một cái trụ ở ở tầm tầm này đi. Đó, rồi mình sẽ cho nó cao lên một xíu nha, cao khoảng 3 ô các bạn ơi, để mình gắn thêm mấy tấm thảm á. Gắn vô, gắn vô, gắn vô nè. Rồi sau đó mình sẽ trèo lên một cái để mình gắn thêm những cái tấm thảm màu xanh. Cái này là màu xanh luôn. Và sau đó mình sẽ gắn thêm chỉ nha. Chỉ đâu? Mình còn 14 chỉ à, không biết có đủ không nữa. Chỉ nè. Chỉ nè, chỉ và chỉ ở đây nữa. Đó, vậy là chúng ta đã xong rồi. Rồi giờ thì trèo lên thêm một lần nữa nha, để chúng ta có thể hoàn thành nốt cái phần máy luôn các bạn ơi. Màu trắng nè, màu xanh nè. Đó, màu trắng mình hết trơn rồi, chắc xíu mình phải chế tạo thêm á. Ui, à bên đây chắc không cần đâu nha. Mình nghĩ chắc một bên là đủ rồi, một bên là đủ rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ chế tạo thêm một lần màu trắng nữa là chúng ta đã hoàn thành cái phần máy rồi đó. Đây đây, rồi vậy là xong rồi. Đây là cái đường vào các bạn ơi. Ổn 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 ổn. Rồi giờ mình sẽ đập những cái khối thạch anh thừa này ra nè. Và nhìn một cách tổng quát nữa coi có còn thiếu gì nữa không ta. Mình thấy cũng khá là ok rồi, rồi đó. Chắc bây giờ mình sẽ đưa một anh dân làng vào bên trong nha các bạn, cũng như là bắt đầu trang trí ở bên trong luôn á. Và bên trong này mình còn thấy còn thiếu ánh sáng nè. Ánh sáng mình có nên dùng dùng lửa trại không ta? Mình định dùng lửa trại các bạn ơi, nhưng mà thôi tạm thời thì cắm đuốc đi. Đó, đuốc ở đây, đuốc đuốc và đuốc ở bên đây nữa, xong. Vậy là đảm bảo bên trong nó không có spawn quái rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ngủ một giấc cũng như là bắt đầu trang trí bên trong nha các bạn. Sau một lúc thì mình đã trang trí xong cái quán kem rồi các bạn ơi. Ở mặt trước mình có gắn hai cái khung vật phẩm này, và trên mỗi khung vật phẩm thì mình sẽ gắn vào một khối bê tông được đổi tên thành kem dâu này, còn này là kem xoài. Ngoài ra mình có đưa một anh dân làng ấy vào bên trong để giống như là nhân viên bán kem vậy đó. Còn về phần nội thất thì mình cũng đã trang trí một ít ấy. Mình cho phần sàn là những cái tấm thảm màu đỏ này, một ghế bằng thạch anh cũng như là những bức tranh trên những bức tường thôi. Và gắn thêm vào đây là những cái đầm đèn thay vì là những cái đuốc các bạn. Và gắn thêm một ít cái rương để cho nó đỡ trống trải hơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm xong cái chỗ bán kem rồi. Còn bây giờ chắc mình sẽ đi vào trong để làm công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì mình có hai set đồ ấy bị hỏng nhưng mà chưa có kịp sửa, cho nên trong ngày hôm nay chắc mình sẽ sử dụng một ít cái kim cương này để đi vào và sửa cái bộ giáp của mình lại thôi, để mình có thể ghép chúng lại với nhau các bạn, hoặc là mặc chúng cũng được. Tại vì những bộ giáp này có những cái dòng phù phép khá là tốt này. Rồi giờ mình sẽ lấy mấy cái này ra một xíu nè, và lấy những cái bộ áo này, quần này,
Áo. Ui. À mình phải lấy ra từ từ mới được các bạn ơi, không lấy ra một lần một được. Đó, à, thấy không? Nó hư phân nửa không mà mình chưa có kịp sửa ấy. Và bây giờ mình sẽ sửa hết luôn nha. À, để mình sửa trước cái ủng cái đã. Đây mình sẽ cho vào 1 2. Cái ủng mình sửa quá nhiều lần rồi các bạn ơi, bây giờ không thể nào sửa lại được rồi. Tôi xong rồi, cái quần thì sao? À cái quần sửa được nè. À cái quần cần 3 kim cương đúng không? Cái quần này thì sao? 1 2. Cái quần này cũng cần 3 luôn các bạn ơi. Đó, mình chỉ cần 3 thôi, nếu mình cho thêm một viên nữa thì nó thêm được có một xíu độ bền à, như vậy thì phí viên kim cương lắm. Thành ra mình sửa cho nó gần full thôi nhá. Còn cái áo thì sao nè? Cái áo cũng mất 3 viên kim cương, cũng khá tốt, cũng khá tốt. Cái áo còn lại nè, 1 2. Ui cái áo này cũng sửa quá nhiều lần rồi. Nó có dòng bảo vệ khỏi phụ nổ khá là tốt á. Tại vì mình đánh nhau với Reaper ưa bị nổ nó các bạn ơi. Nhưng mà giờ sửa hết được rồi. Vậy là mình có hai cái món đồ không thể sửa rồi. Những món này ấy thì mình kiểu như là chỉ có thể ép cái dòng mending vào ấy để cho nó sửa từ từ lại thôi. Chứ giờ là vô phương sửa rồi các bạn ơi. Cái này chắc mình sẽ mặc không nhờ. À cái này cũng khá là tốt này, chắc mặc luôn đi các bạn ơi. Ngoài ra mình có một cái mũ lời nguyền ràng buộc. Cái này thì không nên mặc đâu, còn cái mũ này thì khá là tốt nè. Cái này chắc mình sẽ sửa cái mũ lời luôn đi. Cho vào cái đe. Để coi 1 2 3. À mình hết level các bạn ơi, chứ không phải là mình không sửa được. Mình hết cấp các bạn. Mình còn có 4 level thôi. Chắc mình sẽ chế tạo tạm một cái mũ đi nhờ để mình mặc thôi, chứ bây giờ mình không có full set kim cương ấy, mà công việc sắp tới của mình thì cần phải có một bộ giáp xịn xịn một xíu nữa. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một bộ giáp, à không, một cái mũ thôi. Mình mặc tạm thôi nha các bạn. Để coi mình còn cái mũ, à mình còn một cái mũ thừa nè, mặc vô luôn. Và một cái ủng, mình sẽ mặc cái ủng kim cương bình thường thôi. Đó, vậy là mình full set kim cương nhưng mà có cái ủng cho enchant. Nhìn nó cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà cũng không sao đâu. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong để làm công việc tiếp theo nha. Hiện tại thì mình có một cái cánh cứng ấy bị hỏng nhưng mà chưa có kịp sửa, và mình còn một ít cái màng da phantom nè, sẵn tiện mình sẽ sửa thử nha. Đây mình sẽ cho cái này vào, cho màng da vào nha. Hai cái, ba cái. U mình cần 3 cái để sửa gần gần full thôi. Mình sẽ sử dụng 3 cái để sửa lại nha. Sắp tới nếu có mending thì mình sẽ cho vào cái cánh cứng đầu tiên để mình có thể kiểu như là sử dụng cái cánh cứng lâu hơn ấy các bạn ơi. Dẹp cái cánh cứng vào nè, lấy một ít cái pháo hoa. Chắc mình phải chế tạo thêm pháo hoa rồi. Để xem nè, mình còn mía không ta. Chắc mình phải lấy mía thêm ấy các bạn ơi, để mình có thể chế tạo những cái pháo hoa ấy. Rồi được mười mấy mía rồi, giờ mình sẽ lấy một ít cái bột thuốc súng ở trong kho nữa là chúng ta có thể grab được những cái trái pháo hoa rồi đó. Đây mình có một ít cái thuốc súng nào, đổi ra giấy cái đã. Giấy như thế này. À vậy mới đúng các bạn ơi. Mình sẽ đổi ra thật là nhiều pháo hoa nha. Rồi tha hồ mà bay luôn. Rồi cất những cái mía không cần thiết này vào nè, cất chỉ vào nè, emerald thì cho vào room bên đây. Ngoài ra mình cần phải chế tạo thêm ít cái đồ thuốc kháng lửa nữa, tại vì bây giờ mình sẽ đi xuống Nether ấy để mình farm thêm một cái đầu Wither cuối cùng. Hiện tại mình đã có hai cái đầu Wither rồi nè. Hai cái rồi thấy không. Rồi giờ để coi coi còn thuốc kháng lửa không cái đã. Thuốc rơi chậm á. Rơi chậm xuống Nether thì không cần đâu, thổi như nước thì cũng không cần nè. Ok vậy bây giờ mình sẽ làm một mẻ thuốc kháng lửa nha. Cho mấy cái này vào. Cho một cái búa Nether vào nữa. Đây búa Nether vào. Và mình cần cái kem nhung nham mấy các bạn ơi. Kem nhung nham để coi coi trong room mình còn không ta. Theo mình nhớ không lầm thì đợt trước mình đi xuống Nether ấy, mình có lấy về một ít á. Để xem nào. Kem nhung nham đâu ta. Đây 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 đây. Mình có khá là nhiều luôn. Và hiện tại thì mình có được ba cái nước mắt gas rồi. Ui khùng dùm bay. Đi vô đây làm gì vậy. Tự nhiên đi vô. Rồi và để coi coi, theo như mình biết thì nước mắt gas có thể dùng để chế tạo mấy cái pha lê đấy các bạn ơi. Coi có công thức ở đây không nhá. Pha lê đúng không. Ủa không có à. Hình như là không không có chế tạo được rồi. Nè được nè. À mình cần kính và mắt của Ender. Gì thì quá đời đơn giản rồi. Wow, vậy là sắp tới có thể sử dụng những cái nước mắt này rồi nha. Rồi cắt cái nước mắt này vào nè. Rồi đi qua cái nhà của mình đây để cho cái kem nhum nham này vào thôi các bạn ơi, là chúng ta đã có thể chế tạo được cái thuốc kháng lửa rồi. Rất là đơn giản luôn. Những cái kem nhum nham còn lại thì mình sẽ cho vào rương nè. Ngoài ra mình cần một ít redstone để tăng cái thời gian của nó lên, và mình sẽ mang một à không cà rốt để dành đi chế thuốc đi. Định mang cà rốt theo ăn ấy các bạn ơi. Đợi cho nó xong cái đã.
Và mình nghe tiếng một con Reaper ở đâu bên ngoài nè. Để coi nấu xong chưa. Đó, cho redstone vào để tăng thời gian lên nha. Thì mình sẽ săn thêm ít cái con Reaper đi, để mình có thêm những cái bột thuốc súng ấy các bạn. Nãy mới thấy một con Reaper đâu rồi ta. Ở đây 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 đây. Reaper nè, dùng kiếm nhặt. Kiếm nhặt chém cho nó xịn nha. Ồ, kiếm nhặt mà nhặt được có một ha. Ui, mấy cái xe mỏ mình quên tắt à. Ồ, phải tắt đi, chạy ồn lắm. Hôm nay mình chưa có lấy mấy cái xác này các bạn ơi. Xác đó mình sẽ để dành nha. Sau khi mình có được cái Nether Star thì mình sẽ làm được cái đèn hiệu ấy. Đèn hiệu thì chúng ta cần thật là nhiều những cái khối khoáng sản để chúng ta kích hoạt nó lên. Thành ra mình sẽ để dành những cái xác đó nha. Đây, thuốc kháng lửa đã xong rồi. Giờ mình sẽ cất bớt kim cương cái đã. Trong người mà nhiều kim cương mà lỡ ngỡ một cái là trắng tay luôn á. Kim cương tìm đã khó rồi mà mất thì uổng lắm. Rồi giờ mình sẽ cất kim cương ở nhà nè. Cất bột thuốc súng luôn. Cái này thì mang theo. Và những cái rương super bóc thì cũng phải mang theo nè. Và mình cần thêm một ít thức ăn nữa. Để coi coi mình còn không. À đây, mình còn thịt bò nè. Đó, tầm này là ổn rồi. Chắc mình sẽ ngủ một cái đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống Nether để khám phá những cái tòa thành, cũng như là đi săn những cái đầu Wither nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đi xuống những cái tòa thành nha. Ok cảm ơn, mình đã đi xuống Nether rồi. Và hình như mấy anh zombie Bitman hôm bữa còn giận mình hay sao á. Ui thiệt rồi, hôm bữa mình lỡ chọc mấy anh này mà bây giờ anh còn giận nè. Ui khó cho mình rồi. Mình xuống mình xuống đây là bị dí nữa thì thôi xong luôn rồi. No no. Rồi xong luôn. Giờ mình có rất là nhiều kẻ thù luôn nè các bạn ơi. Có nên chiến đấu tiếp không ta? Đừng có dí nha. Dí đường cùng là lọc hãng lại đó. Lọc sắp hãng hãng đam lại luôn nè. Dám dí hay lọc hả? Để mình kiếm cây kiếm sắc bén các bạn ơi. Cây kiếm mình chỉ mới có sắc bén 3 thôi, thành ra nó hơi yếu ấy. Mình sẽ lấy cái rương nào có cái ta. Đây 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 đây, cây kiếm sắc bén 4 của mình nè. Sẽ đập cái này ra. Đừng nha, đừng có lợi gần nha. Tập dọn lên là quánh thật đấy. Lợi gần, lợi gần, lợi gần hả? Chơi luôn các bạn ơi. Giờ chơi lớn thôi chứ sao giờ. Không, mình không đánh anh này là mình không có thể nào mà đi tìm mấy anh xương đen được đâu. Ui, ui ui đông ơi. Ui đông quá, đông quá, đông quá. Giờ đi đâu cũng gặp. Ui đi đâu cũng gặp zombie Pigman hết á. Ui đừng 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 đừng. Ui ăn 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 ăn. Ui ăn 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 vô cái. Lúc nào cũng vậy nha các bạn. Khi mà bị mất máu là phải ăn vô liền. Ồ, để không thôi là không có cái mà hồi máu đâu. Ui đá gì còn bị đốt nữa. Ui cuối cùng luôn luôn. Rồi. Ui chuông xong nữa. Ui giờ quá trời cái thủ dưới đây rồi. Thiệt tình luôn, sai lầm lớn nhất là đã chọc giận mấy anh zombie Pigman nè. Ui nhưng mà gì cũng hay các bạn ơi. Mình có thể farm thêm những cái hạt vàng ấy để về cái tặng cái quả cà rốt vàng mà ăn thôi. Ui mà mấy anh này cầm kiếm sắc bén hay sao nè. Quánh một cái là mình mất nhiều máu lắm á. Giòn bài, giòn bài. Pigman hả? Ui ở trước là đường cùng rồi. Ui mạnh gì. Phải lấy cây cung các bạn ơi. Cung nè. Cung nè. Cung cung nè. Ui không biết có bạn nào bị dí giống mình chưa nữa ta. Ui mình bị vô góc hẹp rồi, mình vô. Ui đừng 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 đừng. No. Đấy, hậu quả của việc chồng giận zombie Pigman đấy các bạn ơi. Giờ mình không biết cách làm sao để cho mấy ảnh kiểu như là ngừng giận mình nữa. Tuyệt tình luôn á, hôm bữa lỡ khều ảnh một cái thôi mà ảnh giận tới bây giờ luôn. Con nhân làng này tự nhiên đi xuống dưới làm gì. Thôi đi lên đi. Xuống dưới một hồi bị zombie Pigman đánh giống lọc hồi nãy là tôi á. Giờ đi đi tìm lại đồ các bạn ơi, tuyệt tình luôn á. Thế nào, biết thế nào cũng bị đánh như trong hội đồng mà. Khổ ghê. Rồi giờ đi xuống nhặt lại đồ thôi các bạn ơi. Ui quýnh mình xong bây giờ còn giận mình tiếp hả? Ui mấy này giận dai thế. Đánh mình ngõm rồi mà giờ còn giận nữa nè. Ui không biết có mất món đồ nào không ta. Ui kìa. Ui oh 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 my god. Oh oh zombie mà cầm đồ kim cương luôn á. Rồi xong mình rồi. Ui đừng 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 đừng. Các bạn thấy gì chưa? Zombie Pigman cầm đồ kim cương, kiếm kim cương nữa. Sao chơi? Rồi xong luôn rồi.
hồi nãy đông cực cái mọi người, kiếm mình thì lại yếu nữa, mình phải cố gắng kiếm được cái dòng hại thay ma thì mình mới đánh mấy anh đó mau ngỏm được, chứ kiếm mình chỉ có sắc bén với là chậm hỏng thôi thì không thể nào mà hại gục được nhiều anh trong cùng lúc đâu. Thiệt tình luôn, lỡ chọc giận mấy anh zombie Pitman này khổ thiệt á. Nãy giờ hai lần rồi đã, chị còn dám nhặt đồ kim cương của mình còn mặc vô nữa, không biết ảnh có despawn không nữa. Ảnh mà này anh này nè, ui anh này chém mình chắc một cái là mình ngõm luôn á. Thôi vụ mấy ảnh liền. Thôi mà mấy anh ơi, đừng có giận em nữa mà. Ui đừng please, làm ơn no. Ui đồ mình bị mấy tên này chia sẻ nhau mà mặc rồi. Thôi xong mình rồi. Oh my gosh. Sao giờ mình phải lấy một cây cúp các bạn ơi. Giờ mình chỉ còn cách là lấy một cây cúp đào từ trên xuống dưới nhặt thôi, chứ mình hết cách rồi đó. Mình sẽ lấy một cây cúp đá này đi, nó cho nó nhanh nha. Rồi đi quăng bển thôi. Và trang bị thêm một cây kiếm cái đã. Để coi mình sẽ lấy kiếm nào đây. Mình sẽ lấy kiếm sắt đi. Rồi quăng bển làm liều luôn chứ sao giờ. Nó đứng ở trên vẫn đánh được. Yeah. Ok đây là cách. Rồi. Tên này ngõm rồi tên kia lại nhặt kìa. Ui gì thì không xong rồi, mình đánh hư giáp mình nữa chứ. Ui sao mấy tên này thông minh vậy ta, nhặt giáp của mình để đi đánh mình. Ai cho leo hả? Rồi nhặt lại một được giáp kim cương lõm nữa các bạn ơi. Rồi hư luôn rồi. Ui đừng có dí lại nữa nha. Rồi ok mặc vô. Có lại cái kiếm sắc bén rồi. Giờ mình đã khỏe hơn một xíu rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ cố gắng nhặt lại những món đồ đã bị rơi ở bên trong cái tòa thành này nha. Ui thiệt tình luôn, bị dí vô đường cùng rồi. Đã dễ hơn sao, còn mấy tên đang dí lại nữa kìa. Không sao, cố lên. Và cái tên này mặc giáp kim cương của mình hả? Trả giáp kim cương cho tôi. Trả giáp liền. Đó, mặc giáp kim cương lại các bạn ơi. Giờ mình đã full set kim cương lại rồi. Đó, mặc vô. Zombie thường mà dám chống hả? Mình chỉ sợ zombie big man thôi, còn mấy cái tên zombie thường ấy thì mình không có sợ đâu. Thì mình sẽ uống thêm một cái loại thuốc kháng lửa nè. Đấy. Đủ đồ không ta? Gìu. Cúp. Hình như mình mất hết một cái cúp rồi. Đúng không? Hình như mình mất hết một cái cúp mềm mại các bạn ơi. Chưa, để mình kiểm tra lại cái đã. Hình như mất hết một cái cúp rồi. Rồi xong luôn. À đây, không, còn. May quá. Tưởng đâu mất hết một cái cúp mềm mại là tiếc lắm luôn á. Mình có đúng cái cúp mềm mại đó thôi á. Rồi, giờ mình phải tạm ném mấy anh này ra mới được. Gặp mấy anh kiểu như là người xương ấy thì mình đánh thôi, còn mấy anh zombie Pitman thì mình sẽ tạm thời bỏ qua nha. Giờ đánh không lại rồi, cố chấp là thế nào cũng bị mất đồ thêm một lần nữa á. Đây là bài học kinh nghiệm nha. Bạn nào xuống Nether thì tốt nhất là không nên chọc mấy anh zombie Pitman á. Đánh anh này nè, à dùng kiếm nhặt mới được. Kiếm nhặt. Đừng. Đừng mà. Đã không muốn kiếm chuyện mà cứ đánh mình hoài ta. Đấy, giờ mình sẽ cầm kiếm nhặt ở bên tay tay phải đi. Đó, đánh tên này nè, đánh tên này nè. Chủ yếu là farm cái đầu Wither thôi các bạn ơi. Đó, đi lên trên coi. Hồi nãy mình thấy ở phía trên ấy, còn hình như là còn 2 hay 3 anh gì nữa. Ui, ở đây mình chưa lấy đồ nè. Ui, lấy luôn cái rương đi. Tính ra ở đây mình chưa khám phá hết nữa nè. Được. Wow. Trong cái gũi có cái may các bạn ơi. Đó, mình đã lấy thêm được một ít cái kim cương này. Lấy luôn cái rương nha. Rồi, giờ thì mình sẽ tìm cách đi lên thôi. Ui, ở trên nguy hiểm vậy ta. Mình nghe tiếng. Chặn đường hả? Chặn đường, dám chặn đường một mình là sai rồi. Giờ mình sẽ cầm cái đuốc trên tay đi để cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi, giờ thì ha, đi lên trên để farm tiếp mấy anh xương đen thôi. Giờ mục tiêu của mình là duy nhất một cái đầu xương đen thôi là được rồi các bạn ơi. Đừng. Và theo như mình biết ấy, thì các bạn nên farm ở những cái ngã tư như vậy này thì nó sẽ dễ xuất hiện mấy anh xương đen hơn á. Hoặc là lên nóc, đó, ở trên nóc xuất hiện quá trời mấy anh xương đen nè. Giờ mình sẽ đi lên để farm một ít anh nha. Đây, mình sẽ lấy cái cúp, cái cung nóc, đây, cung đây. Ui, trước khi farm thì phải chiến đấu với bọn zombie big man này nữa. Rồi xong. Chọc ai chứ? Chứ chọc anh xương đen là thấy mệt trong người rồi. Tuyệt tình luôn. Ui đánh lén. Ui bị đánh lén các mọi người. Ui no. Ui bị đánh lén.
Thiệt tình luôn á. Ui bị đánh lén khó chịu vậy ta. Dám đánh lén hả? Ủa? Ui anh xương này đánh chết queo anh xương đen luôn rồi. Anh xương trắng đánh chết queo anh xương đen rồi. Ui mấy anh xương trắng mạnh vậy. Ui xương trắng mạnh vậy ta. Ui. Ui cứ đánh như vậy hoài không biết chừng nào mình mới hết nữa ta. Ui thôi muốn farm muốn farm xương đen thôi cũng khó nữa. Xương đen hả? Xương đen nè. Ồ không rơi ra. Tỷ lệ rơi ra cái đầu xương đen ấy cũng khá là hiếm các bạn ơi. Thành ra phải có kiếm nhặt thì mới dễ farm ấy. Ở đây còn một anh hả? Ui không rơi ra trơn. Có lẽ trong ngày hôm nay thì chúng ta không thể xuống Nether để farm đầu Wither được rồi. Cho nên chắc bây giờ mình sẽ ở nhà để trang trí thêm một xíu nha. Ở đây thì nhìn khá là đơn giản này. Chắc bây giờ mình sẽ grab một cái khối Emerald đi. Đâu cái khối Emerald mình sẽ cho 9 viên vào nha. Như thế này. Mình sẽ đặt tạm ở đây nha. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo một cái giá treo đồ cái đã. Để coi mình còn một cái phiến đá mịn nè. Lấy một cái que ra và grab thôi. Bàn chế tạo đây, mình sẽ đặt tạm một cái bàn chế tạo đây luôn nha. Giá treo đồ, mình sẽ đặt một cái giá treo đồ ngay vị trí nào ta? À, mình sẽ đặt cái này ra trước đi. Mình sẽ sử dụng ít redstone nha các bạn. Đâu redstone đâu rồi? Redstone đây nè, piston đây luôn. Và mình sẽ đặt cái giá treo đồ ngay tại vị trí này. Sau đó mình sẽ cho một vài block để mình có thể trang trí nha. Mình sẽ làm một giống như một cây kiếm vậy đó các bạn ơi. Mình sẽ đặt cái khối emerald ở đây. Sau đó mình sẽ lấy thêm ít block nữa. Giờ mình sẽ tìm block đi. Trèo lên một cái nào. Cho cái piston nó hướng xuống ấy các bạn. Piston nó sẽ đặt ngay tại vị trí này nè. Một cái khối redstone như thế này. Nó đang đẩy từ từ xuống kìa. Giờ mình sẽ lấy lại cái piston này. Cũng như là cái khối redstone. Và cho nó đẩy thêm một lần nữa nha. Hướng xuống. Đẩy xuống. Vậy là gần xong rồi. Giờ mình sẽ lấy lại cái piston nè. Và mình sẽ lấy thêm một cái Android ấy các bạn ơi. Mình sẽ lấy một cái Android nha. Để cho nó vừa phát sáng này cũng như là để làm cái phần cán kiếm vậy. Đâu Android rồi. Đây. Mình sẽ lấy một cái thôi nha. Rồi qua bên bển đây. Rồi chúng ta gắn vào thôi. Ngoài ra một xíu nữa mình sẽ làm một cái banner rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho cái piston ngay tại vị trí này nè. Không. Ở trên một xíu chứ. Ở trên thì nó mới đẩy xuống được các bạn ơi. Và cái Android ở đây. Gắn cục redstone vào. Vậy là xong rồi. Yeah. Ở ngay cái kho của mình đây sẽ giống như có một thanh kiếm vậy. Nhìn sẽ rất là đẹp luôn á. Rồi tạm thời là ổn rồi nha. Wow xịn chưa xịn chưa. Cái này nó cũng phát sáng như bình thường nha các bạn. Trang trí cũng rất là đẹp á. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu làm ít cái banner nha. Đây giấy đây. Mình sẽ lấy một trái táo vàng ra. Đây mà táo vàng buộc phép mới được nha các bạn. Mình sẽ chế tạo một cái mẫu thử có công thức như thế này. Mặc dù hơi phí trái táo vàng nhưng mà mình nghĩ cái banner này nó sẽ rất là đẹp luôn á. Rồi giờ mình sẽ cho vào cái khung cửi nè. Ngoài ra mình cần phải lấy thêm màu nữa. Màu đỏ nè. Rồi cho cái vật này vô. Gì mới đúng nè. Các bạn biết cái logo này là logo gì không? Đây là logo của Mojang ấy. Mình sẽ lấy một cái này nha. Và giữ lại cái vật mẫu này mới được. Tại vì cái vật mẫu này nó tốn mình tới tận một trái táo vàng enchant á. Đây cắt cái này vô. Hơi bị hiếm nha. Đặt xuống nè. Yeah. Ngoài ra mình sẽ làm thêm một cái banner có hình cái bông nữa. Đây, một cái banner hình cái bông này nha. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái banner hoa hướng dương rồi. Nhưng mà để cho đẹp hơn thì chắc mình sẽ làm cái phần thân cho nó luôn đi. Mình sẽ coi có cái nào giống cái phần thân không ta. Có vẻ không có rồi. Ok, làm gì giống như cái cỏ đi các bạn ơi. Và cho một cái màu xanh trên để làm giống như cái bầu trời. Được không nhở? Mình làm banner nhìn buồn cười quá Thôi chắc tạm thời như vậy thôi các bạn ơi. Mình thấy như vậy là cũng khá ổn rồi nè. Mặc dù nó hơi thiếu cái phần thân một chút xíu nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng khá là ổn. Tại vì mình chỉ mới biết làm banner sơ sơ thôi. Ra như vậy thì mình thấy cũng khá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ gắn hai cái banner này. Như vậy trong ngày hôm nay ấy thì mình đã làm được một cái chỗ bán kem này. Đi xuống Nether nhưng mà bị mấy anh Zombie Pigman đánh quá trời luôn. Cũng như là làm sơ sơ một vài đồ trang trí ở xung quanh nhà ấy. Và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay làm những gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.